đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển 12 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện tăng vật thu giữ gồm 5 bánh heroin. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá vụ án vận chuyển 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Các lực lượng đã khống chế bắt giữ đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Đấu tranh với tội phạm mà đặc biệt là tội phạm ma túy là một cuộc chiến. Chiến đấu với kẻ thù thì bên kia là địch, bên này là ta thì nó rõ. Nhưng mà đây là đối với tội phạm, cũng không phải là nó bảo tôi là tội phạm đây. Cái địa bàn rừng núi nó rộng, đồi núi cao, khe sâu, địa hình thì nó chia cắt. Đối tượng ở sâu ở xa. Nó cứ nghĩ là khó đi thì là bộ đội không đến. Triển khai quân nó phải ban đêm. Đấy, bí mật mà các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi mà bị bắt. Bây giờ thái bình mà để mất an toàn, đây là cái điều có lỗi của người chỉ huy, trách nhiệm một phần của mình. Hoạt động của các tội phạm diễn biến rất là khó lường, cái phương thức thủ đoạn hoạt động của nó ngày càng tinh vi hơn, phải có kế hoạch rất chi tiết và cụ thể, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia đấu tranh đánh bắt. Có một cái gì đấy sơ suất, chưa chi tiết cụ thể thì cái hậu quả xảy ra rất là khó lường đến tính mạng của anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các đối tượng hoạt động trong địa bàn gây rất nhiều bức xúc cho nhân dân. Thế chúng tôi triển khai lực lượng bắt khẩn cấp đối tượng trong đêm. Tôi hỏi đến cái số điện thoại mà vừa liên lạc đâu, nó bảo nó bị rơi ở những cái hố tự hoại, múc tường gầu như vậy, tát cạn cái đấy. Xong lấy cái điện thoại lên và một bánh ma túy nó ném ở dưới đấy nữa. Nhiều khi anh em cứ nói đùa thượng tá nó đi đi xuống đi múc cái nước phân. Như thế nhưng mà thấy là cũng vui. Quê mình Thanh Hóa, về đến nhà là 400 ngày. Vợ tôi cũng là ở cùng quê, người cùng làng. Lúc đấy thì mình cũng nói rõ là nếu mà em yêu anh thì phải xác định vất vả khó khăn, bởi vì bọn anh là bộ đội. Cho đến nay cũng 32 năm công tác, không bao giờ là suy nghĩ mình sẽ chuyển sang một cái nghề nào khác. Được đóng góp một cái phần sức lực nhỏ bé của mình trong cái việc là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở khu biên giới, mình cảm thấy tự hào. Thì họ lại thôi thúc mình hơn, cần phải có một cái trách nhiệm hơn nữa trong cái lực lượng và trong cái cuộc chiến này. Bản thân Huyền khi mà nghe đến việc các nghệ sĩ phải xa nhà thì Huyền luôn luôn có một cái nỗi xúc động riêng. Và thật sự là cảm thấy tại sao mà các chiến sĩ lại có thể vượt qua được cái nỗi khó khăn, cái nỗi nhớ nhà đến như vậy. Đặc biệt khắc phục hơn là những chiến sĩ ở tỉnh Lạng Sơn là chuyên đi bắt những tội phạm là buôn ma túy, là những tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Và khi mà các anh hành động thì nói chung là mình cũng không biết được là ngày hôm nay mình thế nào và ngày mai mình ra sao. Thì cái điều đó là cái điều mà Huyền cảm thấy cực kỳ là khâm phục các chiến sĩ của tỉnh Lạng Sơn. Sau khi mà xem đoạn clip đó thì thật sự Xuân Nghị rất là cảm động. Xuân Nghị rất là cảm phục cái sự cống hiến của các anh, của các đồng chí đã bảo vệ an ninh cho Tổ quốc. Cái sự cống hiến đó nghĩ là phải có một cái sự yêu nước gọi là lớn lao lắm mới có thể cống hiến mình 32 năm và xa nhà tới 400 km như vậy. Và cảm ơn các đồng chí rất là nhiều. Tôi cảm thấy rất là cảm động khi mà xem clip đó và thấy được ánh mắt của đồng chí khi mà nói về gia đình, nói về công việc của mình.
Thực sự thì tôi cảm thấy là các đồng chí, các chiến sĩ đã phải hy sinh cái hạnh phúc của mình quá nhiều để đối mặt với lại những khó khăn, thử thách rất là nhiều, rất là nhiều những cái tình huống nguy hiểm. Thực sự rất cảm động và tôi cũng xin cảm ơn các đồng chí, các chiến sĩ đã làm công việc khó khăn để cho chúng tôi có được sự yên bình, tự do.